Nếu như năm 2010, toàn tỉnh mới có 728 cơ quan doanh nghiệp, đơn vị tham gia bảo hiểm thất nghiệp, thì đến hết năm 2023, con số này đạt trên 2.400 đơn vị với gần 54.000 người lao động tham gia. Thời gian qua, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Lào Cai đã tích cực phối hợp với các cơ quan chuyên môn trong việc giải quyết chính sách bảo hiểm thất nghiệp, tổ chức chi trả trợ cấp thất nghiệp đúng chế độ, in và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người lao động đúng quy định. Chỉ tính riêng năm 2023 đã chi trả chế độ cho người lao động hưởng bảo hiểm thất nghiệp đạt trên 36,7 tỷ đồng. Trong 5 tháng đầu năm 2024, toàn tỉnh đã có trên 900 người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, trong đó số người đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp là trên 800 người. Bên cạnh đó, đã có trên 900 lao động được tư vấn, giới thiệu việc làm, học nghề, bao gồm cả số lao động thất nghiệp.